Xin chào quý vị và các bạn đến kênh Huy Dùng Dreamland, đất nền đô thị vệ tinh hoàn hảo. Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội. Đây, mảnh đất trước mặt giới thiệu cho quý chị, các bạn. Đó là mảnh đất. Tổng diện tích của mảnh đất là 5.915m tại thôn Tróng, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội. 400m thổ cư. Đường trước mặt đây ạ. Hai ô tô tránh nhau. Mảnh đất này thì xung quanh nó là núi rồi. Đấy. Nghỉ dưỡng thì không thể chê vào đâu được. 5.915m. Sát của gần với mảnh đất đó là khu du lịch. Khu resort Điền Viên Thôn. Đây, đây là phía trong của mảnh đất. 5.915m. Đây, ranh giới lại rõ ràng rồi. Ranh giới của mảnh đất. Trên kia, chạy thẳng lên tay em chỉ. Vòng lên phía đồi. Vòng sang bên kia. Đó. Mảnh đất gần như là hình chữ L, nằm trên sườn đồi. Tổng diện tích là 5.915m. Đây thì view rất là đẹp. Không khí trong lành. Bởi vì là trên một sườn đồi nên là view rất là đẹp luôn. Đây, xung quanh là núi. Đây, đường trước mặt đấy. Đường trước mặt chúng ta có thể thấy. Và phía trước cũng là núi. Đây, phía bên kia nó là khu resort Điền Viên Thôn. View rất là đẹp luôn. 5.915m, 400m đã được. Ranh giới cho quý vị nhé. Nếu mà chạy lên phía kia để view sang bên này thì rất là đẹp, bởi trên đó cao hơn, thấy đất cao hơn. Quý anh chị quan tâm có thể liên hệ với em theo Zalo, số điện thoại 0705563333. Và đăng ký kênh YouTube của em để theo dõi những video tiếp theo nhé. Em sẽ review cho quý anh chị và các bạn những video tiếp theo. Đây, đất rất là đẹp. 5.915m tại thôn Tróng, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Hiện tại bên đây thì em còn 5-6 lô nữa. Cũng ở làng Tróng này. Cũng là đất nghỉ dưỡng. Rất đẹp và rất rẻ. Quý anh chị nào mà quan tâm thì hãy đăng ký kênh của em và liên hệ với em để em sẽ giới thiệu cho quý anh chị và các bạn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Anh chị hãy ấn đăng ký kênh và bấm chuông để có thể xem những video tiếp theo của Duy Tùng Dreamland.